Hi, xin chào mọi người nha, mình là Phúc Fan TV, cuộc sống ở châu Phi, ở lộn, mình là Phúc Fan. Thì hôm nay mình đi ra ngoài cái đồng trống nên là mọi người. Đó là mình sẽ cắt một cái chòi ngoài đây. Mình làm cái clip cắm trại nha mọi người. Đây. Thì đây là một cái sân, nói chung là một cái sân cát rất là rộng. Mà cỏ chặt hết rồi. Đó. Nên mình ra đây mình lấy chuẩn bị mấy cây. Mình làm cái nhà một cái trại đào cái lỗ để chôn mấy cây xuống, mình sẽ vô mình làm cùng nó nha. Mình đem ra mấy cái cây bị thiếu nha mọi người. Thì bây giờ phải đốn mấy tàu lá, mình làm thêm cái sườn. Đốn xích xuống Khang. Quăng vô đây cho anh. Quăng vô, đây. Đốn xích xuống dưới á. Cái trò của mình đã làm xong rồi nha, làm xong được cái khung rồi. Bây giờ thì mình mới uống nước nghỉ mà mình chuẩn bị mình đi lấy lá mình đập lên tiếp. Rồi, cái phần khung đó xong rồi, bây giờ là chỉ còn tới cái phần lập. Mình kiếm gì mình che lại đây, mình đang suy nghĩ nha, mình không biết kiếm cái gì nữa. Thank you.
thì nãy giờ cái chòi mình làm xong rồi, thì bây giờ mình đi đốt lá chuối, mình để mình lót vô mình nở nha. Đem lại đằng kia. Đây thì Thiện Khang đang kéo lá chuối về cái chòi nha mọi người. Chung bây giờ trời cũng sắp tối rồi. Rồi vô trải cho đều cái chòi đi. Chòi từ mình làm từ hồi trưa giờ cũng là 4-5 tiếng đó mọi người. Bây giờ là nó xong rồi nha, thì để mình cho mọi người xem một vòng nha. Từ hồi trưa giờ, bây giờ là trời cũng sụp tối luôn rồi, trăng nó chuẩn bị lên rồi kìa. Thì cuối cùng thì cũng đã xong cái chòi nè. Mọi người thấy hay thì nhớ cho mình một like nha, để mình mốt mình có động lực để mình làm cái lý sinh tồn. Và đây giờ mình cho mọi người xem cái chòi của mình nha. Cái chòi mình đã xong, thằng Khang nó mệt quá, nó nằm nó nghỉ nha. Thì để mình cho mọi người xem xung quanh cái chòi mình nha. Làm rất là mệt luôn đó nha mọi người. Đó, đây là vì sao nha mọi người. Mọi người mát quá, rất là đẹp nha. Đó, thì ở đây là vô trong nha mọi người. Đó, mọi người thấy đá không? Đó, này là trên nóc nè. Đó, mình làm cái này ra đây nghỉ mát rồi chơi. Đây mọi người, thì mình hiện giờ mình đang ở trong cái chòi của mình. Mình làm từ trưa giờ nó cũng xong rồi nha. Đó, mọi người thấy đã không? Ồ, rất là mát luôn. Nằm mệt quá, nằm nghỉ mệt tí rồi. Đây mọi người, quá mệt luôn á mọi người. Làm từ trưa giờ rất là mệt. Ơi, mình nằm đây mình nghĩ mệt tí nữa là mình vô. Nếu mà mọi người thấy hay là cái clip này mình có nên làm cái clip thử thách ở ngoài đây. Mình định làm cái chòi này nè, mình làm thử thách 24 giờ ở ngoài đây luôn nha mọi người. Thì ở ngoài đây là trưa nó rất là nóng, tại vì cái đây là sân cát á, trưa nó rất là nóng. Nhưng mà nếu mà clip này hay thì mọi người thấy hay thì cho mình xem nhiều thì mình sẽ làm thử thách ở ngoài đây. Nói chung là mệt quá trời mệt, chưa giờ làm chưa ăn cơm nước gì hết. Chắc giờ mình cũng phải đi kiếm cái gì ăn nha. Quá đã mọi người ơi, quá sướng. Nói chung là ở trong cái chòi này thì nói chung là thành quả làm một ngày hôm nay thì rất là sướng luôn mọi người. Quá đã luôn. Ôi, rất là đẹp. Nói chung là một màu xanh, giờ mai chắc nó héo queo quá. Thì mọi người thấy hay, thấy clip mình hay thì cho mình một like, một đăng ký rồi nhớ chia sẻ nha. Ôi, bye bye mọi người nha, hẹn mọi người trong clip sau. Nói chung là mình giờ nằm đây nghỉ mệt khoảng 15 phút nữa mình mới đi vô nổi nha mọi người. Chứ giờ là đi hết nổi rồi, quá mệt rồi mọi người ơi. Ôi, thằng Khang thì nó đuối không? Mệt không Khang? Mệt quá. Chưa giờ làm phê không? Quá phê. Bởi vậy cái chòi này là xưa mà mấy người hay chơi thời mà 8-9 lít á, hay làm cái chòi này để chơi đồ hàng á mọi người. Bây giờ mình làm là cái chòi này. Ôi.